Hey, hello mọi người. Hiện tại bây giờ thì Quỷ đang có mặt tại trung tâm báo chí của FIFA World Cup Qatar 2022. Có bao giờ mà bạn thắc mắc rằng là trong một cái ba lô của phóng viên mà tác nghiệp ở tại World Cup thì sẽ gồm những cái đồ gì bên trong không? Thì ngày hôm nay Quỷ sẽ hé lộ cho mọi người biết nha. Đầu tiên là bạn phải có một cái thẻ do FIFA cấp. Phải có cái thẻ này, và với cái thẻ này thì bạn mới có thể vô được sân và tham gia các cái hoạt động. Và ngoài ra bạn sẽ có những cái thẻ phụ nữa, phải có những cái thẻ phụ như thế này thì mình sẽ vào được các cái khu khác, ví dụ như là khu fan zone nè, hoặc là khu fan festival nè, để cho mình vui chơi trong đó, là cái thẻ. Tiếp theo cái thẻ là bạn muốn vào được trong từng trận đấu một lại phải có một cái thẻ của từng trận đấu nha. Ví dụ như chiều nay Quỷ sẽ chụp trận Mỹ gặp Wales nè, là phải có cái thẻ này. Rồi, bởi vì là phóng viên ảnh nên cần phải có một cái áo pit nữa. Cái áo này, phải có cái áo này thì mới được xuống sân. Không có cái áo này là không có được xuống sân nha. Phải có cái áo này. Rồi, xong các cái phần thủ tục rồi, bây giờ tiếp tới phần thiết bị. Thì thường thường phóng viên ảnh nó sẽ có hai cái máy. Một cái máy là gắn cái tele lens lớn, và một cái máy là chụp những cái cảnh gần hoặc là cận mình. Thì ở đây Quỷ sử dụng một máy Canon R5, nhỏ gọn thôi. Thì cái này sẽ được dùng để chụp cận ha, là mình có một cái máy. Tiếp là bạn phải có một cái lens, là lens đây là Quỷ sử dụng một cái lens góc wide, tức là mình chụp những cái hình nó rất là rộng ra, như là 15-35 nha. Rồi, tiếp theo Quỷ phải có một cái lens nữa, là lens 70-200. Cái lens này cũng là lens tele luôn, nhưng mà nó chỉ là gần thôi. Ví dụ như là mình chụp trong phòng họp báo nè, chiều nay chụp Messi, đó là phải sử dụng bằng cái lens này. Rồi, có một cái lens nữa, này gọi là lens 24-70, là nó cũng tele được nhưng mà nó gần hơn chút và nó wide hơn chút. Ví dụ như là mình muốn chụp 5-6 người, 7-8 người gì đó, mình chụp cái này ok. Nhiều khi á, khi mà mình đi tham gia các cái buổi tập, như hôm bữa là Quỷ đi cái buổi tập của Cristiano Ronaldo nè, thì lúc đó đứng xa quá là phải sử dụng tiếp một cái lens nữa, lens 100-500. Cái lens này để sử dụng xa, nhưng mà nó sẽ không có đẹp bằng một cái lens khác. Cái lens này là lens siêu to khổng lồ, mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây, nó nặng quá à. Đây là cái lens 400 RF. Cái lens này sẽ được chụp ở trong cái trận đấu chính đó. Cái sân vận động nó rất là to, và cái lens này thì nó gắn với một cái body nữa. Cái body này cũng là phục dạng mà tốc độ siêu nhanh luôn. Con này con R3 của Canon đó. Thì với một cái bộ như vậy là tạm đủ để mà đi tác nghiệp SEA Games. Tạm đủ để đi tác nghiệp World Cup. Nhưng mà hả, nó rất là nặng, và tất cả những cái thứ đó phải bỏ thêm trong một cái vali nữa. Và đây là cái vali. Đây, mỗi ngày kéo 20 kg. Rồi, chia sẻ một chút vậy thôi. Tạm biệt mọi người. Hẹn những clip sau sẽ có rất là nhiều điều thú vị hơn chia sẻ với mọi người nha. Bye bye.